Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại phường Bình Tân Tạo A của quận Bình Tân để Toàn quay ba có Toàn cùng với chú Đường đưa cái cây dừa. Và ba có Toàn mang móng leo vào để cưa cây dừa trước. Gần đây thì có tiếng nhạc nên là Toàn nhờ chú Đường giật cái máy cho chạy máy nổ để lấn áp tiếng nhạc nha cả nhà. Ở bên kia hình như là hội chợ hay gì á. Đó là kêu là bách hoa xanh. Thế giới di động ta đang quảng cáo sản phẩm. Cho nên ta có lâu lâu đi lồng tiếng nhạc vô. Hôm nay thì ba có Toàn sử dụng tới cái máy Steel Steelmix 194T để ba có Toàn cắt tàu cũng như là cắt hoài dừa. Phía bên dưới này cũng trống nha cả nhà. Bụi lá dứa. Thế là ở đây có mấy cái rau nè cả nhà. Cái đám rau này thì cưa gớt xuống thì nó xẹp xẹp xuống không sao, mốt mọc nó mọc tượng lên lại. Này thì ba có Toàn sử dụng cái sợi dây dù dài 18m để cột treo mấy cái quầy dừa xuống để cho chủ nhà lấy trái để uống nước. Khiên cái chậu rau lên chú Đường ơi, hình như rau ôm để nấu canh chua. Cũng may mắn là cái cây dừa này lúc trước thì nó mọc lên tới này nè và nó ẹo qua. Nếu mà nó ẹo qua bên kia thì mấy cái tàu dừa đồ rồi trái dừa đồ đi rất là khó cưa, nên là nó cong ngược về bên đây rồi. Đi thì có đi chung với bà có Toàn gồm có chú Đường với lại anh Hiền để phụ cưa cùng với bà có Toàn cưa cũng như là dọn dẹp nhánh đồ ở cả nhà. Bà có Toàn đang rứt mấy cái tàu dừa khô chứ nó dính lên trên quá trời nhiều luôn nè cả nhà. Đó, một chùm luôn. Ba có Toàn dọn mấy tàu dừa khô hết rồi mới cưa tàu, cưa mấy cái tàu tươi.
dừa khô quá trời luôn. Rồi hết tàu khô rồi mà toàn không biết là còn có hoài dừa khô nữa không. Giờ ba của Tần bắt đầu cắt mấy cái tàu dừa xuống. Tàu dừa này thì nó đang dài qua cái cây xoài bên này nè. Giờ cột dây treo cái quầy dừa xuống. Quầy dừa này quá trời cháy luôn. Thấy sơ sơ là thấy chín trái rồi đó cả nhà. Quầy này trên chục trái rồi. Bắt đầu ngoài dây ở phía trên luôn, giữ cái quầy dừa lại. Quá trời, cái quầy dừa cháy quá trời cháy. Biết không nội ơi. Hiện tại thì ba con Toàn đang cột cái quầy dừa bên kia nữa.
làm. Còn cái ngoài vườn đây còn sai quá trời luôn nè, sai hơn cái buồng hồi nãy nữa. Nhưng mà cây dừa này thì nó cong qua bên đó nhiều quá nên khó đứng ở dưới bụng quá cả nhà. Đứng móng thì chồm lên trên khá xa, mới cắt tới mấy cái tàu ở trên nên bà có toàn giờ nịch thêm một xì đai nữa, nịch lên mấy cái tàu ở trên đó cả nhà, để rút người lên trên chút, cắt mấy giới tới mấy cái tàu dừa ở phía bên trên để cưa, chứ không nịch thêm sợi nữa thì tràn cái cổng dưới này lên thì khó lắm nha cả nhà. Ngoài dừa này chắc 15 trái quá. Cũng có thể là ngoài dừa trên nhỏ nhỏ đó, bao cái tầng cột xuống luôn á. Dừa đó cũng có nước rồi. Ủa gì hấu ha chứ được. Cái gáo đó chắc bằng cái gì sim dưới quê đó. Sim lửa. Quà dừa này khích quá trời khích, ba cái đòn cột và quà dừa này rất là lâu, tay không có chỗ mà chọt dây qua được á. Đường hiện hẳn nó cưa quần dừa xong tay đan những dây này tránh tục. Ba cái đòn nịt thêm sợi dây đải trên đó để chồm qua mấy cái chỗ cong, nó không bị chật móng. Quả dừa này cầu 15, 17 trái vậy mà. Quá trời, chưa được ghiêng không mắc nổi luôn. Cút dây luôn. Cút dây bỏ luôn. Oh.
Giờ cọng dây đai ở phía trên bắt đầu có tác dụng rồi đó cả nhà. Đó, bà con kích cái cọng dây đai đi phía trên lên để chồm quá, để chồm lên chứ. Để xô cho nó ngã cái đọt xuống. Chấp. Hai con rớt tiêu rồi. Chứ đường chụp chuột lao quá trời lao mà chụp không dính. Vô cái bụi lá dứa rồi. Chưa xong bà ơi. Dạ chưa. Cạp này cũng cạp banh trái vậy nè. Chơi chứ đừng ơi. Cô hú bự dữ ta. Trời ơi, lúng lỗ đất luôn. Lấy máy bự rồi chú Đường ơi. Luôn dừa. Con đường dừa đen á. Còn con dừa mà con đuông nghe con nhộng thì nó khác nha cả nhà. Đường dừa mà mình ăn chấm với nước mắm là cái con đường dừa mẹ là có cái dồi. Cái dồi hút. Còn con đường đường là con màu đen có cái sừng. Cái đường chặt á.
giờ chứ đừng đéo cái góc này, hồi cho bà có toàn cưa đỡ lục lưỡi cưa này, nó bị thúi phía bên đây rồi nè. Bên cái chỗ hư này nè chú Đường. Làm gì bị hư đó. Thôi. Nhiều chồng quá hả? Cái giờ là gì chứ đừng không dám tin hả? Em không theo tình thì khó tông đi. Trời ơi, bậy bạ tông. Thì mở miệng đi. Hốt luôn chứ đừng. Lính mới mà. Thật sự. Các ba gì chứ nằm gom vô. Chứ đường đẻo góc cạn quá, bà có lòng hơi mở thì bự bự đi, mở miệng được nè, chắc mở miệng. Để cho chủ nhà dễ dọn, dễ khiên được. Máy này hôm qua cưa câu vua. Máy này hôm qua ba có toàn cưa câu vua nè, nó chưa vũa, vũa cái máy kia hả? Nên lục quá trời lục. Máy lục quá, các cố hữu dừa cũng khó. Xong cái dừa, trời ơi cái dừa kiến dữ thần vậy. Thầu vô trời. Kiến dữ à. Cái gì là lột ra với ẹt à. Cái này có thể ăn được luôn nè. Ăn được khúc dưới gốc. À, cái này cắt cái này gọn gọn để chủ nhà dễ khiêng dọn dẹp nha cả nhà. Cái gốc dừa này thì nó còn non, nó chưa già lắm đâu, còn đỏ ao. Rồi phải là ba có toàn cũng đã cưa xong cái cây dừa này rồi. Thế thôi, toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.